Cúc Qua không oán hận. Bộ phim này được cải biên dựa trên Đức Dục Khoa Bổn, Trương Cúc Qua, người Triều Tống. Lúc 7 tuổi, bị cái mẫu lén bán đến nhà Phạm Thượng Thư làm nô tỳ. Về sau khi đoàn tụ cùng phụ thân, khi phụ thân muốn đuổi cái mẫu ra khỏi nhà, Cúc Qua quỳ xuống đất vì cái mẫu xin tha thứ. Câu chuyện Trương Cúc Qua quỳ gối xin phụ thân giữ cái mẫu lại là một hành vi gương mẫu về hiếu kính cha mẹ được lưu truyền tiên cổ. Hiếu tử chi sự thân giả, cư tắc trí kỳ tính, dưỡng tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí kỳ ư, ngũ giả bị hỉ, nhiên hậu năng sự thân. Cúc Qua, về nhà ăn cơm đi con. Cha! Cha, hoa cúc ở đây đẹp quá à. Khi con vừa ra đời, đã vô cùng thích hoa cúc rồi. Cha! Cha làm sao vậy? Kim đại phu, rốt cuộc cha của con đã mắc bệnh gì? Trương viên ngoại ông ấy bị trúng gió. Kim đại phu, người nhất định phải cứu cha của con. Con đứng lên đi, ta sẽ tận lực điều trị. Còn như Trương viên ngoại có khỏi hay không, phải xem ý trời thôi. Đa tạ Kim đại phu. Tỷ tỷ, xem dáng vẻ của tỷ phu, sợ là lành ít dữ nhiều đó. Tỷ phu của đệ là người hiền tự nhiên, sẽ có trời giúp, không sao đâu. Tỷ phu không sao đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà một khi có biến cố gì thì... Cúc Qua vất vả cho con rồi, cả đêm con không ngủ, đi về nghỉ ngơi đi. Cha, con gái không vất vả đâu. Cha không xong rồi, việc khiến cha không an tâm nhất chính là con. Sau này con phải tự học cách chăm sóc mình. Cha sẽ mau khỏe lên thôi. Cha còn phải dẫn con gái đi xem qua cúc nữa. Tướng công, chàng có bệnh trong người, đừng kích động như vậy. Ta xin lỗi mẹ con các người, càng thấy có lỗi với đứa trẻ chưa sinh ra. Sau khi ta qua đời, bọn chúng đều nhờ nàng chăm sóc. Chàng yên tâm đi, thiếp nhất định sẽ chăm sóc Cúc Qua thật tốt. Cha nhất định phải khỏe lên, con gái cần cha. Cúc Qua, con đừng buồn nữa, cha của con nhất định sẽ khỏi bệnh. Trước tiên, để cha con nghỉ ngơi yên tĩnh đi, con cùng mẹ đi mua thuốc cho cha. Dạ. Cúc Qua, mẹ đi mua vài trái cam, con ở đây đợi nha. Dân ạ. Hoa cúc đẹp quá à. Cúc Qua. Cúc Qua. Tướng công, uống thuốc đi. Cúc Qua đâu? Cúc Qua con bé ở trong phòng đọc sách. Không đúng, nàng nói cho ta biết rốt cuộc Cúc Qua đi đâu rồi. Cúc Qua, con bé bị lạc ở trên đường rồi. Hả? Các người là ai vậy? Ở đây là phủ đệ của Phạm Thượng Thư. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nha hoàn của Phạm phủ chúng ta. Con không làm nha hoàn, con muốn gặp cha của con. Các người thả con ra đi. Đủ rồi.
Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Ngươi là nha hoàng của Phạm gia chúng ta bỏ tiền trong nuôi về. Nếu không thành thật thì cứ chờ gia pháp hầu hạ đi. Con không phải là nha hoàng của các người, con muốn gặp gia của con. Tiểu nha đầu, ngươi tưởng đây là nơi nào hả? Há để cho ngươi làm càn à? Cứu tôi với, cứu tôi với. Kẻ nào ở đây ồn ào vậy? Quấy rầy lão phu nhân nghỉ ngơi rồi, là lỗi của tiểu nhân. Nha đầu này là ai vậy? Lão phu nhân, con bé này là nha hoàng của nhà chúng ta mới mua về. Con không phải là nha hoàng, con vốn dĩ không quen các người. Trước mặt lão phu nhân không được phép vô lễ. Không sao cả. Dạ. Lão phu nhân, hôm nay con cùng kế mẫu ở trên đường mua thuốc cho cha. Không biết tại sao có người bắt con bỏ vô trong bao bố. Sau đó con đã mất đi tri giác của mình. Khi con tỉnh lại thì đã ở nơi đây rồi. Các người đã bắt con bé phải không? Tiểu nhân có gan to bằng trời cũng không dám bắt người trên đường. Bé gái này là tiểu nhân bỏ tiền mua về. Người mua con bé ở đâu? Tiểu nhân mua con bé từ chỗ một người bà con xa. Bà con xa của người tên là gì? Anh ấy tên là Vũ Phi. Nhà đầu, con có quen biết Vũ Phi không? Con không quen à. Quản gia người quá hồ đồ rồi. Người không điều tra rõ ràng đã tùy tiện mua người ta. Tiểu nhân biết lỗi rồi. Tiểu nhân biết lỗi rồi. Nhà đầu, con tên gì? Con tên là Trương Cúc Hoa. Phụ thân của con bị trúng gió, tính mạng hấp hối. Xin lão phu nhân khai ân, thả con về để chăm sóc cho phụ thân của con. Sau này phụ thân con hết bệnh, con nguyện cả đời hầu hạ lão phu nhân. Lão phu nhân, con cầu xin người. Lão phu nhân, cầu xin người. Nhà đầu, con đứng dậy trước đi. Nói cho lão bà biết nhà con ở đâu. Nhà con ở Trương Gia Trang, huyện Long Dương. Quản gia, người lập tức tìm chiếc xe đưa Trương Cúc Hoa về. Lão phu nhân, theo tiểu nhân được biết, huyện Long Dương bọn họ tối thiểu có 10 Trương Gia Trang. Không biết Trương Cúc Hoa cô nương trú ở ngôi Trương Gia Trang nào? Con không biết. Cúc Hoa đừng sợ, lão thân có cách. Quản gia, người lập tức phái người ra điều tra, xem rốt cuộc Cúc Hoa trú ở Trương Gia Trang nào. Dạ. Đại ân đại đức của lão phu nhân, Cúc Hoa suốt đời không quên. Được, mau đứng lên đi. Lão phu nhân, lão phu nhân, người mau tỉnh lại đi, lão phu nhân. Nhà đầu là con ngư. Lão phu nhân, nhà đầu này đã ở đây trông coi người 3 ngày 3 đêm rồi. Con vất vả quá. Con không vất vả, người là ân nhân của con. Con làm như vậy vốn bổn phận của con mà. Con đúng là một cô gái hiếu thảo. Nếu như con bằng lòng, chỉ làm cháu gái nuôi của lão thân đi. Lão phu thân, người là mẫu thân của Phạm Thượng Thư, con sao dám trèo cao chứ? Con là một cô gái hiểu chuyện. Lão thân có cháu gái như vậy là phước của lão thân. Trương Cúc Hoa, còn không đa tạ lão phu nhân đi. Đa tạ lão phu nhân. Còn gọi ta là lão phu nhân sao? Đa tạ bà nội. Quản gia, việc ngươi đi điều tra nhà của Trương Cúc Hoa đến đâu rồi? Đã 3 năm rồi, không có một chút tin tức. Khải bẩm lão phu nhân, cha mẹ của Cúc Hoa 3 năm trước đã chuyển nhà rồi. Không ai biết họ đang chuyển đến nơi nào. Tiểu nhân đang điều tra. Phải tranh thủ thời gian lên. Dạ. Bà nội, người bị phong hàn rồi, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Đúng vậy lão phu nhân, bệnh của người thường xuyên tái phát, phải bảo trọng thân thể. Lão phu nhân, tiểu nhân nghe nói có vị Kim đại phu là cao thủ điều trị bệnh phong hàn. Kim đại phu nào? Chính là Kim Diệu Thủ đại phu của Trần Đức Long. Con biết ông ấy, ông ấy từng xem bệnh cho cha con. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm Kim đại phu đi. Một là đến dò la tin tức của cha mẹ con, hai là xem bệnh cho lão thân. Quá tốt rồi, cảm ơn bà nội. Kim đại phu có ở nhà không? Kim đại phu đang xem bệnh cho bệnh nhân.
Lão phu nhân, Kim đại phu đang xem bệnh cho bệnh nhân. Tiểu Đồng, đưa chúng ta đến phòng khách chờ một chút. Mẹ! Cúc Hoa là con sao? Bà ấy là kế mẫu của Cúc Hoa. Mẹ, con gái tìm được mẹ rồi. Con tìm được người nhà, lão thân yên tâm rồi. Cúc Hoa, vị lão phu thân này là ai? Cúc Hoa bị lừa bán đến nhà của bà nội. Nếu không có bà nội chiếu cố, đời của Cúc Hoa này không biết phải làm thế nào để gặp lại mẹ nữa. Con bị lừa bán sao? Dạ trách mấy năm nay mẹ tìm kiếm con khắp nơi mà không được. Mẹ, bệnh của cha thế nào rồi? Khi cha con biết được tin con mất tích, cha đã khóc cả ngày. Kết quả mù cả đôi mắt rồi. Mắt cha đã mù rồi sao? Bây giờ cha ở đâu vậy? Con muốn gặp cha. Trương phu nhân, sư phụ của con đã giúp Trương viên ngoại chẩn đoán bệnh xong rồi. Mời ngài đến hậu viện nói chuyện. Cha của con ở đây. Nghe nói Kim đại phu giỏi điều trị mắt, mẹ mới mang cha con đến đây để chữa trị. Quá tốt rồi bà nội, cuối cùng con đã tìm thấy cha của con rồi. Nhà của con đoàn tụ, lão thân yên tâm rồi. Mẹ, chúng ta gặp lại cha thôi. Cúc Hoa, con đợi một chút. Sao thế cậu? Bây giờ con không thể gặp cha của con. Tại sao vậy? Kim đại phu nói, cha con đang trong thời gian điều trị, không thể rơi lệ. Nếu như cha con gặp con lúc này, chắc chắn sẽ rất xúc động. Như vậy sẽ không có lợi cho cha của con. Đúng không, tỷ tỷ? Đúng đó, Cúc Hoa, bây giờ con không thể gặp cha của con. Vậy con phải làm sao đây? Con về nhà trọ cùng với ta trước. Có điều con không được gặp cha của con. Đợi sau này ông ấy khỏi hẳn rồi hãy nhận nhau. Việc này, lẽ nào con không muốn cha của con sớm khỏi lại hay sao? Đương nhiên là con muốn à. Vậy con phải nghe lời của ta. Trong thời gian này không nên gặp cha của con. Trước tiên hãy ở đây đợi. Ta và mẹ của con đi đón cha của con ra. Con ở phía sau đi theo chúng ta về nhà trọ. Dạ. Cúc Hoa, con đang ở đâu? Ngươi là ai? Phải Cúc Hoa không? Không, tướng công là thiếp đây. Tướng công, chàng đi lại không thuận tiện, có việc gì để thiếp làm là được rồi. Cúc Hoa, cậu Cúc Hoa, con không cần phải khổ sở như vậy. Đợi mắt của tỷ phu khỏe rồi thì các người có thể nhận nhau mà. Dạ. Cúc Hoa, bây giờ chúng ta đang ở trong cùng một nhà trọ, khó đảm bảo cho cha con có thể gặp lại con. Không thì thế này, ngày mai con về nhà ta trước. Đợi mắt của cha con trị xong rồi chúng ta về nhà gặp sau. Cái này, Cúc Hoa, làm như vậy cũng là vì tốt cho cha con thôi. Con không muốn cha con khỏe lại sao? Cúc Hoa xin tuân lời. Cậu, vì sao chúng ta không đi đường lớn? Đường lớn rất xa, đây là đường gần. Chúng ta đi nửa ngày đường rồi, vào trong miếu nghỉ ngơi đi.
Được ạ. Ta thấy rồi, cuối cùng ta lại thấy được rồi. Chúc mừng tướng công. Đa tạ Kim đại phu. Trương viên ngoại quá khách sáo rồi. Nếu không có việc gì khác, xin mời đến phòng trước nghỉ ngơi. Tại hạ có bệnh nhân khác. Ngài chính là phụ thân của Cúc Hoa đúng không? Người là... Đợi ông lâu như vậy, cuối cùng ông cũng đến rồi. Chính là nha đầu này à? Năm lượng. Năm lượng ít quá đó. Vẫn năm lượng. Được được được, năm lượng thì năm lượng vậy. Nha đầu, đi với ta. Tôi không đi với ông đâu. Cậu, cứu con với. Người bảo hắn ta cứu người ư? Là hắn đem bán ngươi cho ta đó. Mau đi với ta. Tôi không đi với ông đâu. Tôi có chết cũng không đi với ông đâu. Không nghe lời ta đánh chết. Dừng tay. Cha. Hải Di. Các người là ai? Ta là phụ thân của đứa bé này. Ta sẽ không bán con gái của mình. Ta đã bỏ tiền ra rồi. Ngươi bỏ bao nhiêu tiền, lão già này sẽ trả lại gấp đôi. Nhiêu đây đủ chứ? Đủ rồi. Bà nội, cha, sao mọi người biết mà đến đây vậy? Con gái, ngài chính là phụ thân của Cúc Hoa đúng không? Người là... Lão thân là bà nội nuôi của Cúc Hoa. Cúc Hoa không nói gì cho ngài sao? Cúc Hoa, con không có gặp được con bé. Phu nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tướng công tha mạng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiếp sợ Cúc Hoa và tướng công nhận nhau, đã bàn với Cũng Vũ đem con đi bán. Có chuyện này nữa sao? Cũng Vũ cậu ấy, cậu ấy đem Cúc Hoa đi bán nơi xa hơn rồi. Ta đối với hai người không tệ. Các người lại có thể đối xử với ta như vậy? Lương tâm các người để đâu mất rồi? Cũng Vũ làm như vậy đều là vì con đẻ của thiếp. Con đẻ của nàng, Cúc Hoa không phải là con của nàng sao? Trương Nghĩa Đạt, ta không có thê tử ích kỷ như nàng. Đừng mà tướng công. Cha đừng làm vậy mà. Cúc Hoa, họ hai lần bán con còn xin cho họ, con không oán hận họ sao? Cúc Hoa không oán hận. Con, cha, Hải Nhi sớm mất mẹ. Từ mấy năm nay, nếu không phải kế mẫu nuôi nấng, Hải Nhi không thể lớn như vậy. Lúc cha phát bệnh, cũng là kế mẫu ở trước giường chăm sóc chu đáo, cha mới có thể khỏi bệnh nhanh như vậy. Kế mẫu không có công lao, cũng có khổ lao chứ. Kế mẫu và cậu tuy là đã bán Hải Nhi, nhưng cũng chính nhờ như vậy Hải Nhi mới may mắn quen biết với bà nội. Nói như vậy, không phải kế mẫu đã có ân với con sao? Người đó có đúng không? Phụ thân, Cúc Hoa, mẹ xin lỗi con. Cha, Hải Nhi vừa mới trở về, cha lại muốn đuổi mẫu thân đi. Làm sao Hải Nhi an tâm chứ? Con cầu xin cha đừng đuổi mẫu thân con đi có được không? Được không? Chuyện này, Trương viên ngoại, tấm lòng hiếu thảo của đứa bé Cúc Hoa này, con thành toàn cho con bé đi. Con đứng lên đi, cha đồng ý với con. Con cảm ơn cha. Cảm ơn con. Mẹ. Từ đó về sau, cả nhà họ Trương sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó Trương Nghĩa Đạt qua đời, Cúc Hoa vẫn luôn chăm sóc hầu hạ kế mẫu, chưa từng lười biếng. Sự tích Cúc Hoa không oán hận đã lưu truyền thiên cổ.
Nam mô A Di Đà Phật.